6 mèo kép hệ tàu tông si gián. Tức là nó gồm có hai cây. Si gián là cái to và cây mi gián là cây nhỏ. Hai cây này nó sẽ có cái thang âm nối tiếp nhau và nối tiếp để nâng quãng. Ví dụ một cái bản nhạc sẽ nâng quãng này. Chúng ta nhảy lên cây này để thổi tiếp cái đoạn điệp khúc. Tay trái nó mới ngượng nha. Đấy thì nó gồm có cây si giáng và cây mi giáng. Nếu như cây cây này sản xuất ở Trung Quốc thì nó sẽ có ký hiệu là để tôi xem nào. Cây to sẽ có ký hiệu là EB. Cây bé thì sẽ có ký hiệu là AB, AB. Cây bé sẽ có ký hiệu là AB. Tức là ở Việt Nam thì nó sẽ là si giáng và mi giáng. Thấp hơn nó sẽ trầm hơn cái cây mèo kép Trung Quốc. FBB là một cung. Cây này nếu như mua ở Trung Quốc thì sẽ không có cái hệ này. Ở Trung Quốc nó chỉ có hệ là FBB và cái hệ G gì thôi. Đấy thì cái cây này mình phải tự làm. Tự làm. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.